Xin được kính chào quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Giờ Cá Sổ. Chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin trong nước và quốc tế ở trong phần này. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 7, 7 tháng đầu năm 2016. Doanh thu thuần của công ty đạt hơn 219,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 12 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của TNG đạt hơn 1.075,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 52,7 tỷ đồng. Sau 7 tháng đầu năm 2016, công ty đã hoàn thành 46,7% kế hoạch doanh thu và 46,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm nay. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 2016 của Việt Á Băng, doanh thu thuần của ngân hàng đạt 171 tỷ đồng, tăng 23%, lợi nhuận trước thuế đạt gần 64 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 93,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu còn 0,97%, cho vay khách hàng đạt gần 25.000 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt 29.000 tỷ đồng. Theo đó, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong ngày hôm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 2 của công ty mẹ Petrolimex và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 của toàn tập đoàn. Theo báo cáo, thì tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 58.718 tỷ đồng, bằng 73,4% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 2016 là 2.292 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.026 tỷ đồng. Do lợi nhuận cao nên tổng số tiền mà Petrolimex phải nộp ngân sách 6 tháng đầu năm đó là 17.336 tỷ đồng, tăng 2.346 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, mã chứng khoán là GHC, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ là 5% một cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24 tháng 8 năm 2016, thời gian thực hiện dự kiến là vào ngày 16 tháng 9 năm 2016. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp thủy điện bị thiệt hại do hiện tượng khô hạn khiến lợi nhuận giảm mạnh. GHC lại có kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận ròng đạt mức là 20 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nối sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Phố Wall phiên ngày 11 tháng 8 đã đóng cửa ở mức kỷ lục trong bối cảnh giá dầu tăng cao và báo cáo doanh thu tích cực của Macy và Kohl's. Kết phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,64%, đóng cửa mức là 18.613,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,47%, lên mức đó là 2.185,79 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 0,46%, đạt 5.228,4 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1999, ba chỉ số đóng cửa mức cao kỷ lục trong cùng một ngày. Giá dầu thô tăng 5% sau bình luận có những động thái bình ổn giá dầu của Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi. Nhờ đó, thì cổ phiếu nhóm ngành năng lượng tăng mạnh nhất ở mức 1,3%, dẫn đầu là Chevron, tăng ở mức đó là 1,26%. Cổ phiếu của Macy đã có một phiên tăng giá mạnh nhất trong vòng 8 năm qua, với mức tăng đó là 17,09%. Sau báo cáo doanh thu tốt hơn dự báo, cổ phiếu của Kohl's cũng tăng 16,17% nhờ kết quả kinh doanh tích cực. Đồng thời, báo cáo thị trường lao động tại Mỹ khả quan cũng đã tạo đà đi lên cho thị trường chứng khoán ở Mỹ. Trên trang web của hãng xe Ferrari đã đăng tải thông tin triệu hồi 621 chiếc xe đang lưu hành tại thị trường Trung Quốc. Lý giải cho lần triệu hồi này, hãng xe Italia cũng giải thích rằng vụ việc liên quan đến phụ kiện túi khí an toàn của hãng Takata. Tương tự như những vụ triệu hồi trước đây, túi khí Takata bị lỗi có thể phát nổ và làm bung nhiều mảnh vụn kim loại, gây nguy hiểm cho người sử dụng những chiếc xe có loại túi khí này. Trong tháng 5, theo báo cáo của Takata, có đến từ 35 đến 40 triệu túi khí bị lỗi đang được lưu hành ở nước Mỹ, trong khi chỉ mới có 24 chiếc xe có gắn loại túi khí này được thu hồi bởi 14 hãng xe. Theo thống kê, trên toàn thế giới có 100 triệu túi khí bị lỗi này từ trước đến nay, có khoảng gần một nửa số túi khí này là do Takata sản xuất. Bất chấp Brexit, hãng bán lẻ thời trang online lớn nhất châu Âu vẫn cho rằng Anh là một thị trường đầy cơ hội phát triển khi đối thủ lớn nhất của hãng tại đây chỉ có ASOS. Bà giám đốc Zalando cho biết các chiến lược tại Anh của hãng sẽ không thay đổi, đồng thời sẽ phát triển nhanh hơn khi Zalando càng ngày càng bổ sung thêm nhiều thương hiệu của Anh. Thâm nhập Anh vào năm 2011, nhưng Zalando chưa có kế hoạch marketing hoành tráng để thúc đẩy doanh thu như ở những thị trường châu Âu khác. Báo cáo lợi nhuận quý 2 của Zalando cho thấy lợi nhuận trước thuế của hãng đã tăng gần gấp 3, lên con số đó là 80,9 triệu euro với doanh thu tăng 25%,
lên 916 triệu euro. Giá cổ phiếu của Zalando đã chịu áp lực lớn từ các nhà đầu tư khi đường hướng kinh doanh giống như Amazon mà không tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể. Trong nỗ lực thúc đẩy mảng kinh doanh trực tuyến, Macy vừa cho biết sẽ đóng cửa 100 cửa hàng vào năm 2017. Giá cổ phiếu của Macy tăng vọt sau thông tin này. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, việc mua cổ phiếu của một doanh nghiệp tái cấu trúc như Macy lúc này là có quá nhiều rủi ro. Macy đã bị áp lực từ các nhà đầu tư trong việc tạo ra lợi nhuận từ danh mục bất động sản khổng lồ của hãng. Như các trung tâm mua sắm khác, Macy đã vật lộn để cạnh tranh với cả hai mảng kinh doanh truyền thống và online. Trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang chi tiêu các mặt hàng điện máy và xe hơi hơn là thời trang. Kính thưa quý vị, tập đoàn công nghiệp ThyssenKrupp của Đức vừa báo cáo doanh thu giảm 12% trong nửa đầu năm nay do sự sụt giảm bất ngờ trong nhu cầu khách hàng cũng như là giá dầu và nguyên liệu thô gia lao dốc. Tăng trưởng trong mảng kinh doanh vật liệu thép chủ chốt của hãng đã không bù đắp được do sự sụt giảm 22% doanh thu trong mảng xây dựng bảo trì nhà máy. Giá cổ phiếu của hãng đã rớt 4% ngay khi mở cửa. Hãng đang có kế hoạch cắt giảm chi tiêu để tăng thu nhập và cho biết triển vọng đã được cải thiện, đặc biệt là trong mảng kinh doanh thép. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói về một xu hướng tăng bền vững của giá thép châu Âu, khi vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của quy định chống phá giá và cung cầu ở các nơi khác trên thế giới. ThyssenKrupp cũng cho biết, quá trình mua lại nhà máy thép tại Anh của hãng Tata Ấn Độ sẽ bị chậm lại do Brexit. Hãng dự báo lợi nhuận trước thuế của năm 2016 sẽ đạt đó là 1,4 tỷ euro. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ được chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán ở châu Á. Theo sau phiên tăng điểm kỷ lục của Phố Wall đêm trước thì phiên giao dịch cuối tuần của các thị trường chứng khoán châu Á cũng ngập sắc xanh. Bất chấp số liệu kinh tế ảm đạm của thị trường Trung Quốc, kết phiên giao dịch ngày 12 tháng 8, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc đều tăng điểm. Các nhà đầu tư tỏ ra không bị tác động nhiều bởi dữ kiện giao thương và toàn nền kinh tế của Trung Quốc. Mặt khác, việc chứng khoán Mỹ tăng điểm kỷ lục phiên hôm trước và giá dầu phục hồi đã hỗ trợ thêm việc tăng của chứng khoán châu Á phiên cuối tuần. Thị trường Nhật Bản trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ lễ đã tăng điểm 1,1%. Tính chung cả tuần, chỉ số Nikkei tăng điểm gần 4,1%. Chỉ số Kospi tuy chốt phiên gần mốc tham chiếu, nhưng cũng đủ để giúp cho thị trường tránh được sắc đỏ. Thị trường Trung Quốc tăng điểm khá mạnh vào cuối phiên sau khi có một phiên giao dịch tương đối ảm đạm vì những thông tin về sản lượng công nghệ, doanh thu bán lẻ và hoạt động đầu tư. Các chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan về những thông số này vì tất cả đều nằm trong dự báo trước đó. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ để giúp các nhóm mã xuất khẩu tăng điểm. Hiện thị trường đang dõi theo cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC. Đây sẽ là một sự kiện quyết định diễn biến giá dầu ở trong thời gian tới. Vừa rồi là phần cập nhật một số thông tin trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ được mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi cùng quay trở lại với phần 3 của chương trình.